Căn hộ nhỏ chỉ hai, màu trắng xanh mà đẹp sang đến lạ. Căn hộ này nằm ở Paris, Pháp. Căn hộ này đã được cải tạo theo phong cách hiện đại nhưng vẫn mang mang hơi hướng sang trọng truyền thống. Căn hộ này là dự án được thực hiện bởi công ty JCPedia Architecture. Căn hộ này được cải tạo từ một căn hộ cũ được hoàn thiện vào thế kỷ trước. Khi hoàn thiện, ngoài việc thay đổi cấu trúc căn hộ, các kiến trúc sư cũng cố gắng nâng tầm giá trị thẩm mỹ cho căn hộ sự thay đổi quan trọng nhất là việc bổ sung phòng ngủ thứ hai và tủ quần áo không cửa ngăn theo yêu cầu của chủ sở hữu căn hộ mới các cửa sổ mới cũng được bố trí để giúp căn hộ có thể nhận được đủ ánh sáng tự nhiên các lỗ mở mới cũng được thêm vào cho phép ánh sáng chiếu đến mọi góc trong căn hộ các kiến trúc sư cũng thiết kế sàn nhà với chiều cao được phân định theo mục đích sử dụng không gian căn hộ tràn ngập ánh sáng và thoáng mắt ngay cả ở những góc nhỏ nhất màu trắng là tông màu chủ đạo được sử dụng trong toàn căn hộ bên cạnh đó kiến trúc sư cũng bổ sung những nội thất bằng gỗ tự nhiên để khiến không gian trở nên mềm mại và ấm áp hơn màu xanh chính là điểm nhấn đáng chú ý của căn hộ tạo nên vẻ đẹp táo bạo và hiện đại cho không gian nội thất bên trong không gian được lựa chọn phù hợp rất nhiều mẫu nội thất được bố trí liền tường để cung cấp thêm không gian lưu trữ lại khiến căn hộ trông gọn gàng ngăn nắp hơn quỳnh trang theo đích đích chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của bạn hãy bình luận phía dưới nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại